Em cho chị ly americano. Americano đá không đường. Chú đi trả nha. Một ly cả. Sữa cà phê không được. Bất luận nha em. Một cà phê cho em muốn nó say. Uống mắt vậy. Kỳ. Nghe vô nghe. Cho em một cái gì? Lady killer. Bắt buộc. Cái đó mắc cái gì? Nương kêu chưa? Dạ chưa. Với một cà đào. Em ấy là không đường nha. Bắt buộc hỏi gì em Hào? Hào gọi chưa? Rồi, anh ơi, vô anh ơi. Đủ chưa? Chú sang, anh ơi, có người kiếm. Thôi đúng là sương sáo không? Sữa tươi. Để góp nốt cho chú cái ly á. Ít đá ra cho chú nước cho nhiều. Mới 9 ly thôi kìa. Gì vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ủa, nó Sang uống không? Anh Sang gọi, em gọi cho chú Sang rồi. Cà phê đá rồi. 1 americano đá không được. 1 cái sữa tươi không được. 2 camera muối đá xay. Dạ, hợp fan. Dạ. Đăng ký kênh gì đó? Đăng ký vô group Columnan True Fan. Đủ rồi đó. Rồi. Bao nhiêu? Chắc đủ rồi đó. Ai, đủ rồi đó. Trên ai thiếu đáng chịu. Anh ơi, dạ tổng tiền 421 nghìn. Fan True Fan một cái gì? Thấy không? Fan này thường người ta phải mua, người ta bao cho thần tượng đúng không? Bọn này thần tượng cả tiền thế mẹ luôn. Thần tượng mà không ơi. Có báo trước rồi chứ. Đồ ơi. Em yêu anh. Tổng cộng nhiêu con? Chín nhỏ. Mà nó tiếp bể. Yeah. Sao ăn vậy? Thôi. Nào anh mới mời vậy? Dạ. Bạn bạn mời mình ăn thử bánh. Con làm không chứ đâu. Hôm nay học bàn nhưng mà cũng coi. Không đấu hay. Con quay mặt qua cho khán giả chú nhìn thấy. Thấy đâu quýnh đó nha bà con. Chú phải thông cảm là nhiệm vụ của con. À, nhiệm vụ của con hả? Thì đúng, chú đông hẹn chú hiểu. Nhớ bán tùy người, hiểu không? Có bánh gì ngon? Thì... À, bánh langato ngon lắm á chị. Là cuộc đời tôi sao tôi luôn luôn tôi gặp khổ ải vậy trời nè. Rồi thôi cho con không có bánh trái gì nữa nha con. Con làm được mấy tháng? Dạ, 6 tháng rồi. Con sắp ký hợp đồng mới chưa? Dạ, con rồi. Vậy thôi khỏi ký luôn nha con. bạn này được mà chú. Ừ. Thôi chứ chú nghĩ con qua quán quán cà phê với Hà con làm luôn đi con. Ê, bé này nhìn kỹ giống Nga dễ sợ luôn á. Có chị em gì không? Đâu con qua đang đứng với chị Nga chú xem này đó. Đó, nhìn giống chị Nga sao hay chi. Mời bánh, mời trái, tùm lum tà la hết. Đó thôi là thiệt chứ. Làm gì bịt miệng hoài vậy? Ôi. Hai đứa cái miệng giống nhau dữ sao ha, miệng đẹp ha. Ừ. Bệnh quá.
Còn như nhiêu còn? Rồi thôi, tôi tiếp luôn được không? Cảm ơn chú. Rồi, thôi cho chú yên tĩnh làm việc nha. Bye bye. Rồi đi. Đem cho chú hai cái ly sữa gì xương sáo của chú ra. Dạ, chú ăn cái này. Thôi, minh mẫn ăn gì nữa. Hết thôi, ăn cái này được rồi. Bữa mới đâu. Up clip. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.